chỉ còn ít ngày tới là kỳ nghỉ lễ Tết sẽ đến. Đây cũng được coi là thời điểm thích hợp, lý tưởng trong năm để người dùng chọn mua những sản phẩm công nghệ như điện thoại, máy tính hay đồ điện tử cho gia đình như TV, bếp từ. Vì ngoài được giảm giá thì các chương trình khuyến mại đặc biệt của hệ thống bán lẻ cũng mang lại nhiều cơ hội may mắn thú vị cho các thượng đế. Ghi nhận nhanh của phóng viên Sống Kết Nối. Tiết kiệm được khoản tiền sau một năm làm việc, chị Khánh Linh quyết định tìm mua cho mình một chiếc điện thoại mới. Là một người trẻ, bên cạnh tiêu chí về chất lượng sản phẩm, Khánh Linh còn quan tâm tới những ưu đãi để so sánh, đưa ra lựa chọn hợp lý. Cuối năm thì sẽ có rất nhiều chương trình ưu đãi, như kiểu giảm giá sốc và có rất nhiều khuyến mãi lớn. Nên mình cũng có dành dụm được một số tiền lớn để sắm cho mình một em giấy mới. Thông thường bọn mình thì sẽ chọn cho mình một chiếc máy có camera chụp ảnh đẹp này, nét này, cấu hình cũng khủng này. Và ngoài ra có được kiểu khuyến mãi đặc biệt gì đấy ạ. Thông tin về những chương trình khuyến mãi được bố trí dày đặc khắp cửa hàng, đặc biệt với các dòng điện thoại được yêu thích như Samsung, Oppo, Huawei, Nokia hay Xiaomi. Các chương trình kích cầu như giảm giá, quay số trúng thưởng, lãi suất 0% khi mua trả góp được kết hợp với hệ thống bán lẻ đang chiếm ưu thế. Như sản phẩm Samsung Galaxy Note 9 và S9 Plus giảm tới 5 triệu đồng. Một số mẫu điện thoại khác cũng giảm từ 500.000 đến 2 triệu đồng. Trong dịp cuối năm này thì bên Thế Giới Động để chi ân đến khách hàng thì có rất là nhiều chương trình ưu đãi. Ví dụ như khi khách hàng mua những sản phẩm của Samsung, Oppo, Huawei, Nokia hay Xiaomi thì khách hàng sẽ có cơ hội trúng một lượng vàng trị giá 37 triệu và tổng cộng là có 99 giải. Tổng trị giá của giải thưởng này lên tới hơn 3,6 tỷ đồng. Không chỉ quan tâm tới đồ công nghệ điện tử, ngành hàng thiết bị điện gia dụng cũng được người tiêu dùng quan tâm mua sắm thời gian này. Các mặt hàng được quan tâm nhiều nhất là tủ lạnh, máy giặt, các dòng TV cỡ trung 43 tới 65 inch với mức giá từ 10 cho đến 25 triệu đồng. Cuối năm thì Điện Máy Xanh có rất nhiều chương trình dành cho khách hàng. Ví dụ như là TV, tủ lạnh, máy giặt thì sẽ có chương trình bốc thăm trúng thưởng heo vàng. Cái này thì là chương trình sẽ quay ngẫu nhiên theo mã đơn hàng của khách hàng. Nếu như mà khách hàng có cơ hội trúng giải thưởng ấy, sẽ được tặng một lượng vàng theo tổng số 99 heo vàng trên toàn quốc. Ngoài ra thì những đồ gia dụng ở bên Điện Máy Xanh cũng đã ưu đãi rất là nhiều chương trình khuyến mại. Hiện tại mặc dù là gần dịp cuối năm thì cái việc mà về hàng hóa rồi cái nhu cầu mua sắm của khách hàng rất là nhiều, rất là cao, nhưng mà hiện tại Điện Máy Xanh vẫn cố gắng là giao đúng quy trình và đến với khách hàng một cách nhanh chóng nhất ạ. Thì cái nhu cầu về thay đổi những mẫu mã thiết kế rồi cái dung tích lớn hơn ấy, thì mọi người vẫn có cái nhu cầu mua sắm sang những dòng tủ lạnh mà có tính năng công nghệ rồi cũng như dung tích lớn hơn ạ. Cũng theo đại diện tại trung tâm này, doanh số bán hàng trong tháng 1 năm 2019 đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần các tháng trước và tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Những chương trình khuyến mãi cuối năm đã góp phần giúp các trung tâm phân phối sản phẩm điện tử điện lạnh gia tăng đáng kể lượng khách hàng, đồng thời cũng mang lại những lợi ích không nhỏ cho người tiêu dùng.